khi mình đã học bài của mình xong thì bây giờ mình cảm thấy mình đang rất là đói, và hai con vịt của mình thì đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Bây giờ chúng đang rất là lớn, mình đã nuôi trong 10 ngày và thì bây giờ chúng rất là nặng. Bây giờ mình sẽ cho nó đi ngủ và mình sẽ đi xuống bếp để kiếm ở dưới bếp mình sẽ có gì ăn nào. Let's go! Wow, bây giờ mình đang ở nhà bếp mình. Bây giờ mình sẽ đi kiếm coi ở bếp mình sẽ có những món gì. Bây giờ mình sẽ chế biến một món cùng với gói bột năng này, đó chính là món bột khoái đặc sản ở Bình Định. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái chảo và mình sẽ đổ bột năng ra. Thì ở đây là mình còn nửa gói bột năng nên là mình sẽ đổ nửa gói và mình sẽ làm cùng với đó là 250ml nước. Các bạn có thể làm cái này tại nhà vì nó rất là dễ làm, nên mình sẽ rất là ăn nó sẽ rất là ngon. Rồi, sau khi mình đang đổ nửa gói bột năng vô thì mình sẽ đổ thêm, đây là 250ml nước của mình. Mình sẽ đổ vào. Trước khi bắt chảo vào bếp á, thì mình sẽ đổ cho cái này nó sẽ được hòa tan vào nhau, thì lúc mà mình khuấy á, nó sẽ không có bị đóng cục ở dưới. Bây giờ mình sẽ quậy thiệt là đều tay để cho cái này nó được hòa tan vô nước, thì tí nữa lúc mà mình khuấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ những cái cục bột nó đang đóng bột ở dưới thì bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan hết bột đi để mình chuẩn bị vô bếp. Mình đã khuấy bột nó thì là đều rồi, các bạn nhìn thấy là ở dưới nó không có còn bị đóng cục giống như hồi nãy nữa. Bây giờ mình sẽ đổ tầm 2 thìa dầu ăn vào để cho cái bột của mình nó sẽ không có bị dính xuống dưới chảo. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều thêm một tí nữa để cho cái dầu ăn này nó được ngấm vào. Rồi sau khi mình đã bật bếp rồi, bây giờ mình sẽ đảo cái này cho nó kêu lại. Thì lúc đây nè, các bạn có nhìn thấy nó đã kêu lại giống như vậy rồi. Mình sẽ đảo đều tay để cho cái này nó không có bị dính vào chảo và nó sẽ không có bị bón cục ở dưới. Bây giờ bột của mình nó đã đông lại rồi, bây giờ mình sẽ băng cái này ra để cho nó được chín cái phần bên trong thì lúc mà mình ăn nó sẽ được ngon hơn. Các bạn hãy làm đợi một chút để cho cái bột của mình nó được giòn giòn một chút thì lúc mà mình ăn nó sẽ được giòn hơn. Bây giờ mình sẽ làm công đoạn pha nước mắm. Thì ở đây mình không có ăn cay nên là mình sẽ không có pha ớt. Còn nếu mà các bạn thích ăn cay thì các bạn có thể pha thêm ớt. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị 2 muỗng nước mắm. Mình sẽ bỏ thêm 1 muỗng đường cho cái nước mắm của mình nó sẽ được ngọt hơn. Các bạn có thể bỏ thêm 1 muỗng nước lọc nữa để cho cái nước mắm của mình nó sẽ không có được mặn. Bây giờ mình sẽ quậy lên để cho cái nước mắm mình nó hòa tan với đường. Bây giờ mình đã làm xong bột rồi, bây giờ nước mắm của mình cũng đã sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ dứt một ít bột lên và mình sẽ chấm cùng với nước mắm. À, cái này nó rất là nóng, cái này nó rất là ngon và nó rất là dễ làm. Các bạn có thể làm theo mình.